Năm. Ờ đó, có nói. Dạ dạ, em về chưa? Dạ con ở ngoài. Thấy nó tội nghiệp quá. Dạ. Con khỏe hả? Con khỏe không? Cô khỏe mà điện giờ mãi. Cô chưa bị cái chân ha, thấy chân lùm chùm chút nữa. Đi yếu lắm chị, đi phải lết sẵn này sao? Lùm chùm. Kẻ quá vậy? Dạ. Chị Thảo không có về hả? Thảo có về mà. Tại vì tụi này đi ngược lên. Chị Thảo chị ở lại với cậu Tư hả? Mấy em cái nào mày cậu Tư? Ủa, nghe ba nói. Dạ. Hôm nào? Dạ con về sáng. Về hồi bắt hải không? Giờ rồi đi bà con ngoài đó rồi. Dạ trái Phương nè, chào. Chị là chị... Chị Na, chị Dũng á. Dũng à. Vô trái con. Bà Dũng à. Tới vậy. Được rồi, để xe chờ mà đó mình thì chút xíu ghé thăm. Cô giờ chỉ có bị cái chân là khó thôi phải không? Chưa chưa. Một năm nay bệnh riết con. Dạ con. Mình hết dịch này, hết chuyện này nó có chuyện kia. Dạ. Tôi chết sao là cái vô chị thay thầu cô thay nó. Dạ. Mà cô đi chị cho nó dứt cái thay nó. Dạ. Cứ để vậy là quay ha Đức. Để vậy là quay. Không? Mà mẹ không thấy chữ nào đâu. Mà đâu thấy gì từ đâu. Đúng không? Đúng rồi. Thì đang quay phải không? Giờ nó hết. Mà giờ có hai cái chân nè. Cô thấy không? Không quay. Dở kia. Bà cô cũng hay qua tám mấy rồi con. Em hả? Em bốn mấy. Thôi mẹ có tuổi phải vậy. Về bà nghe cũng được quá. Ông nói cái là ông nói bà cũng sợ. Bà lớn tuổi rồi. Mà bà ở bên trong bên thì ba đứa. Rồi. Mà đi bây giờ nó có hai cháu. Rồi. Mà phải ráng giữ. Từng nó kể mà đi mà rủi mà té ăn cái là nguy hiểm. Mà giờ mắt với cái tay của cô là thấy ổn phải không? Mắt cái...